bạch thế tôn đại bồ tát ấy thành tựu phương tiện thiện xảo vi diệu do sức phương tiện thiện xảo này nên đối với tất cả pháp chẳng thủ chẳng hoại vì sao bạch thế tôn vì đại bồ tát ấy biết tự tướng của tất cả pháp là không bạch thế tôn đại bồ tát ấy an trụ trong tự tướng không của tất cả pháp vì nguyện lực đại bi độ các hữu tình nhập vào ba pháp pháp tam ma điệm thôi thúc nên dùng ba thứ định này thành thục hữu tình phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như lời ông nói khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát ấy vì sao nhập ba pháp tam ma địa này để thành thục hữu tình phật dạy này thiện hiện đại bồ tát ấy an trụ tam ma địa không thấy các hữu tình phần nhiều chấp ngã nên dùng sức phương tiện giáo hóa khiến an trụ tam ma địa không này thiện hiện đại bồ tát ấy an trụ tam ma địa vô tướng thấy các hữu tình phần nhiều tu hành hình thức nên dùng phương tiện giáo hóa khiến an trụ tam ma địa vô tướng này thiện hiện đại bồ tát ấy an trụ tam ma địa vô nguyện thấy các hữu tình phần nhiều mong muốn an vui nên dùng sức phương tiện giáo hóa khiến an trụ tam ma địa vô nguyện này thiện hiện đại bồ tát ấy tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa nhập ba pháp tam ma địa này thành thuộc hữu tình như thế.